Thưa quý vị và các bạn, phong trào phòng chống rác thải nhựa đã và đang có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng, góp phần rất lớn trong việc hình thành thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường. Trong đó, bậc học mầm non ở Đà Nẵng đã có nhiều mô hình, cách làm thiết thực để giáo dục và tạo lập cho thế hệ trẻ về ý thức hạn chế sử dụng và tái chế rác thải nhựa. Nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố đã sớm nhận thức tầm quan trọng của việc tạo lập cho các em nhỏ ý thức về bảo vệ môi trường, trang bị cho các em những kỹ năng hiểu biết trong việc nhận thức về tác hại của rác thải nhựa túi ni lông, cũng như là cách thức phân loại tái chế rác thải nhựa là một trong những bài học đầu đời mà các em được học. Từ những sản phẩm vật dụng sử dụng thường ngày, cô và trò trường mầm non Sen Hồng ở quận Ngũ Hành Sơn đã tận dụng tái chế thành những sản phẩm với những mô hình thiết kế sáng tạo như thế này. Qua đây, không những hình thành cho các em ý thức về tái chế rác thải, mà còn hun đúc cho các em tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc. Với cách làm như vậy, một số lượng lớn vỏ hộp sữa thải ra hàng ngày đã trở thành sản phẩm hữu ích trong cuộc sống. Từ nhiều năm nay, nhiều hoạt động của trường mầm non Sen Hồng đã được chú trọng đến việc giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa, phân loại rác thải. Qua đây còn tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về ý thức bảo vệ môi trường. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã có một cái chương trình là tuyên truyền phụ huynh là không sử dụng túi ni lông để đựng đồ bẩn cho các cháu. Tại vì các cháu mầm non mỗi ngày đến trường đều có cái vấn đề là cháu phải thay quần áo. Thì thường thường phụ huynh hay đem túi ni lông đến gửi cho giáo viên để cho giáo viên người ta đựng vào đó. Và có tháng mỗi phụ huynh có thể sử dụng đến 60 cái túi ni lông. Đó. Thì đầu năm nhà trường đã vận động phụ huynh thay vì túi ni lông thì nhà trường vận động phụ huynh là thay bằng túi vải. Và cái túi vải đó có thể giặt được và nó góp phần đã giảm được cái việc sử dụng túi ni lông và phụ huynh rất là ủng hộ. Ngày hội dân gian đã được trường tổ chức mới đây để chào đón Xuân Canh Tý 2020 và chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng 3 tháng 2 là một trong những hoạt động như vậy. Nhà trường tổ chức cái phiên chợ không sử dụng túi ni lông, Sen Hồng nói không với túi ni lông. Thì mục đích ở đây, ngoài cái việc tổ chức cái phiên chợ này để cho cháu nó có một cái ý thức về cái văn hóa ẩm thực của mình, ngoài ra là thông qua cái chương trình này thì vừa giáo dục cho các cháu cái thói quen là hạn chế là sử dụng cái túi ni lông và những cái vật liệu mà từ nhựa, góp phần bảo vệ môi trường. Và thông qua cái ngày hội này thì vừa tuyên truyền đến các bậc cha mẹ học sinh trong cái vấn đề mà hạn chế sử dụng, mà gần gũi nhất đó là hạn chế sử dụng túi ni lông. Bình thường thì em cũng nghe rất là nhiều về những cái mà xả rác hay là những cái mà tác hại môi trường về xả ni lông hay là những cái hoặc mà mình không thể tái chế được á. Thì mà tới hoạt động của trường này á thì mẹ thấy là rất là thiết thực. Với chủ điểm nói không với rác thải nhựa, trong ngày hội dân gian, các sản phẩm, đồ chứa thực phẩm tại các gian hàng hầu hết đều được sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như là lá chuối, giấy và các sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần. Những cách tuyên truyền về giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác thải cụ thể, sinh động và thiết thực trong ngày hội là cách hiệu quả nhất để giúp các em nhận biết một cách nhanh nhất. Ngày hội dân gian còn thu hút sự tham gia đông đảo của các bậc phụ huynh chung vui cùng con trẻ. Vì vậy, trong ngày hội dân gian, trường mầm non Sen Hồng cũng mong muốn gửi đến các bậc phụ huynh những thông điệp về bảo vệ môi trường. Với ước mong, mỗi gia đình từ con trẻ đến người lớn đều ý thức được tác hại của rác thải ni lông và rác thải nhựa, để từ đây hạn chế việc dùng các sản phẩm này để bảo vệ môi trường sống. Thay vì mình dùng túi ni lông thì mình sẽ dùng bằng giấy hoặc bằng lá, nhưng sau này mình về là mình cũng sẽ thay đổi dần về cái thói quen bình thường như vậy để bảo vệ môi trường. Và mình cũng mong là rất là nhiều người là và cũng như mình vậy đó là cũng sẽ thay đổi được như vậy để mình bảo vệ môi trường của mình tốt hơn. Không chỉ trường mầm non Sen Hồng mà nhiều trường học thời gian qua cũng đã tổ chức nhiều mô hình ngày hội dân gian với những thông điệp bảo vệ môi trường. Đây là ngày hội dân gian tại trường mầm non 20 tháng 10 ở quận Hải Châu. Một hoạt động định kỳ được trường tổ chức hàng năm nhằm tạo được sự hứng thú cho trẻ. Với nhiều hoạt động, ngày hội đã giúp cho các em hiểu thêm về những nét đẹp văn hóa truyền thống,
Tại ngày hội, các hoạt động ưu tiên sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường, dễ tiêu hủy. Thông qua đây, giúp các em và các bậc phụ huynh có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng phân loại, tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa để góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp. Trường Mầm non 20 tháng 10 còn có nhiều ý tưởng nữa nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Với sự sáng tạo của cô và trò, hầu hết những vật dụng trang trí trong lớp học, các đồ dùng dạy học của trường phần lớn đều do cô trò tự tay làm từ rác thải tái chế hoặc từ những vật dụng dễ phân hủy khi thải ra môi trường. Những vật dụng trang trí vừa giàu tính thẩm mỹ vừa thân thiện với môi trường đã góp phần tô điểm cho trường lớp thêm đẹp, khuyến khích cho trẻ phát huy tính sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường. Nhiều vật dụng trang trí trong khuôn viên trường mầm non Ngọc Lan ở quận Hải Châu cũng đã được làm từ rác thải nhựa tái chế, đã tạo ra một không gian xanh, vừa ngộ nghĩnh, vừa đáng yêu. Những cách tuyên truyền trực quan, sinh động như thế này là cách làm thiết thực và hiệu quả để trường mầm non Ngọc Lan giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lứa tuổi mầm non. Nhà trường cũng hình thành các ý thức cho các con từ việc bỏ rác tái chế hay là rác sử dụng thường vào những cái thùng rác xanh của nhà trường, thì từ những cái thùng rác xanh ấy, từ cái khu tái chế thì các cô sẽ lấy các cái đồ dùng tái chế lại thành những các cái đồ dùng đồ chơi ở trong lớp, cũng như là trang trí những cái chậu hoa, cây xanh ở trong xung quanh các khu vực chơi ở trong trường, trong các góc thiên nhiên của các lớp. Và từ các con hàng ngày qua cái chăm sóc cây xanh, yêu thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, và các con cũng biết được rằng rác nhựa, rác thải nhựa thì cũng có thể tái chế thành những cái đồ dùng, vật dụng sử dụng hàng ngày và góp phần bảo vệ cho môi trường ngày càng thêm xanh. Những bài học về môi trường tại trường mầm non Ngọc Lan đã trở thành những buổi học thú vị, tạo được sự hứng thú của trẻ. Trẻ được khuyến khích sáng tạo, tư duy trong quá trình tham gia vào những hoạt động vừa học vừa chơi. Còn đây là một giờ học làm những sản phẩm từ rác thải tái chế tại trường mầm non Bình Minh ở quận Hải Châu. Từ những rác thải, vận động phụ huynh phân loại, cất giữ lại, cô và trò đã sáng tạo ra những cách thức tái chế rác thải. Những thứ tưởng như không có giá trị sử dụng lại trở thành những sản phẩm đáng yêu, xinh xắn. Khi mà sử dụng cái đồ tái chế thì mục đích hướng tới vẫn là giáo dục cho trẻ. Thứ nhất là để trẻ biết được là những cái đồ mà tái chế không phải là mình cái đồ không sử dụng nữa thì mình không vứt đi, mà mình chuyển từ cái dạng sử dụng qua từ cái việc đồ dùng trong gia đình thành những cái đồ trang trí ở trong lớp học. Và để giáo dục cho các con đấy là một, mình không phung phí, mà hai nữa là đồ dùng để học ở mọi lúc mọi nơi, mình có thể tận dụng tất cả mọi thứ để mình học tập và đỡ cái chi phí. Và nhiều thiết bị, đồ dùng dạy học khác nữa cũng được cô và trò trường mầm non Bình Minh sáng chế, vừa tiết kiệm chi phí mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học. Thưa quý vị và các bạn, từ những cách làm của các trường mầm non có thể thấy rất nhiều cách khác nhau để có thể giảm thiểu và tái sử dụng rác thải nhựa trở thành những sản phẩm hữu ích phục vụ cho cuộc sống. Và khi cả trẻ nhỏ và người lớn đều có ý thức giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại và tái chế rác thải, thì sẽ góp phần rất lớn để giữ cho bầu không khí trong lành, môi trường phát triển bền vững. Chương trình Thành phố môi trường kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.